The New City Châu Đốc, điểm hẹn tương lai. Châu Đốc là một thành phố trẻ, giàu tiềm năng, đang có những điều kiện, cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng, cũng như thu hút các dự án đầu tư nhằm mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý đô thị. Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch ở thành phố Châu Đốc là vô cùng lớn nên Tập đoàn Thiên Minh đã triển khai đầu tư xây dựng dự án The New City Châu Đốc với quy mô 106,73 ha, cùng mức vốn đầu tư lên đến gần 4.000 tỷ đồng. Dự án khu đô thị The New City Châu Đốc thuộc phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố Châu Đốc, cạnh cổng vào Chùa Bà, cách khu du lịch Núi Sam chưa đầy 1 km, địa điểm thu hút khách thập phương tới hành hương hàng năm. Với bốn mặt lần lượt tiếp giáp với những tuyến đường huyết mạch như đường tỉnh 995A, đường Hoàng Đạo Cật, đường Nguyễn Thị Minh Khai và Tân Độ Kiều Lương. Đây đều là trục đường kết nối trung tâm thành phố Châu Đốc với khu du lịch Núi Sam, Chùa Bà. Đồng thời, tuyến Tân Độ Kiều Lương đã được nâng cấp lên 8 làn xe, đáp ứng nhu cầu lưu thông trong đô thị. Cả ba mặt dự án đều giáp sông rạch tạo nét cảnh quan thơ mộng cho khu đô thị cũng như điều tiết khí hậu bên trong giúp khu vực này mát mẻ, trong lành hơn. Đặc trưng riêng là thành phố thương mại dịch vụ du lịch năng động, nổi tiếng với những địa danh du lịch tâm linh như Núi Sam, Miếu Bà Chúa Xứ cùng nhiều di tích văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia. Các địa danh được gắn liền với lịch sử thời kỳ mở đất trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm và chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam như kênh Vĩnh Tế, pháo đài Núi Sam, căn cứ B2, khu vực Ba Ông Đá. Đây cũng là những điểm đến hấp dẫn của khách du lịch ôn lại lịch sử nước nhà, ghi nhớ công ơn của ông cha ta thời xưa mở rộng bờ cõi, khai phá đất hoang, chấn giữ đất lành. Hiểu được tính chất, đặc điểm của một thời kỳ lịch sử cũng như hình dung được đời sống vật chất, tinh thần trong gia đình quan lại Việt Nam thời xưa. Cùng với đó là các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp với các mặt hàng khô, mắm truyền thống nổi tiếng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Song song với việc phát triển du lịch tâm linh, Châu Đốc tiếp tục đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, trong đó chú trọng du lịch hành hương khám phá, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng nhằm thu hút du khách. Những lợi thế đó giúp cho thành phố Châu Đốc ngày một phát triển, là một trong những thành phố lớn trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Khu phức hợp The New City Châu Đốc được Tập đoàn Thiên Minh đầu tư cùng với thiết kế của thanh niên Archer do đội ngũ các kiến trúc sư, kỹ sư chuyên nghiệp định hướng quy hoạch, thiết kế kiến trúc có tổng diện tích 106,73 ha với khoảng 3.000 căn hộ, bao gồm các loại hình nhà ở liền kề phố, liền kề vườn, biệt thự, biệt thự vườn. Khu đô thị The New City Châu Đốc là một nơi lý tưởng để sinh sống, lập nghiệp vì không chỉ hội tụ đầy đủ chuỗi tiện ích, dịch vụ tiêu chuẩn mang tầm quốc tế như trường mầm non, trường tiểu học, trung tâm y tế, trung tâm thương mại, công viên cây xanh, khu thể dục, thể thao, các khu tập gym, yoga, spa, massage, rạp chiếu phim, nhà sinh hoạt văn hóa, cộng đồng. Đặc biệt còn có không gian quảng trường, hồ nước lớn kết nối xung quanh là các tuyến đi bộ vào trong khu mua sắm, shop house và vô vàn các dịch vụ tiện ích khác. Đại diện công ty cổ phần tập đoàn đầu tư bất động sản Thiên Minh chia sẻ, khi thiết kế quy hoạch dự án The New City Châu Đốc, chúng tôi mong muốn không chỉ mang đến giải pháp đầu tư hoàn hảo về mặt định cư mà còn mang lại giá trị sống đích thực, hoàn hảo cho cư dân.